Ở miền Tây có một loại cây dại mọc ở bờ rào, ở bờ sông, nghe tên rất là lạ tai, đó chính là cây mổ quả. Mổ quả là một loại dây leo mọc quen, có họ cùng với thiên lý, nhưng có mùi vị thì đậm đà hơn. Chúng vào mùa từ khoảng tháng 5 cho đến tháng 9 âm lịch hàng năm, lá thì có màu xanh và hình trái tim. Hoa của cây mổ quả thì mọc thành từng chùm giống như là hoa thiên lý, nhưng khác màu và có mùi thơm thoang thoảng rất đặc trưng. Trái non thì có màu xanh như là trái còn non. Khi lớn lên thì có kích thước bằng đầu ngón chân cái. Phía đuôi trái uốn cong lên trông giống như mỏ quả, chính vì thế mà nó có tên là mỏ quả. Được biết thì trái mỏ quả già sẽ tự nứt ra hạt dẹt màu đen, được kết dính bởi những chùm lông tơ màu trắng ở bên dưới. Khi rơi xuống đất rồi lại tự mọc lên thành cây mới. Ở miền Tây, dùng sông nước, mỏ quả là một đặc sản rất nổi tiếng, làm nên một nét ẩm thực rất riêng. Nhưng có thể nói thì nhiều người ở vùng thành phố hay vùng khác thì chưa được biết đến rộng rãi. Đọt cây mỏ quả thì thường được dùng để là nấu canh tép hoặc là canh thịt bằm. Trái non thì luộc chấm với cá kho hay là với mắm cá, và có thể dùng để kho thịt. Hoa mỏ quả thì dùng để xào với thịt bò và đặc biệt là nhúng lẩu. Những năm gần đây thì dây mỏ quả đã trở thành một món đặc sản rất được ưa chuộng. Nhưng mỗi năm chúng chỉ có một mùa nên không phải dễ dàng để mà có. Có thể nói, mỏ quả đã trở thành một nét ẩm thực rất đặc trưng của miền Tây sông nước.